Các bạn ơi, hôm nay tôi lại làm cái clip cách mài dao sắc bén nhất và giữ cạnh lâu nhất. Thì về cái kỹ thuật mài thì các bạn hãy xem thật kỹ video. Nguyên liệu: một hòn đá mịn nhẵn như thế này, và đây là một hòn đá mài Hải Dương, đá phá. Bây giờ ta bắt đầu ta mài. Các bạn mài, các bạn đối với cái loại dao thái như thế này thì các bạn mài hơi nghiêng lên một chút cho cái lưỡi dao nó bám vào cái mặt đá này, thì ta mài con dao với sắc. Đấy, như thế này là vừa. Sau khi ta mài được bên này, ta chuyển sang bên này thì các bạn cũng hơi nghiêng lên một chút như thế này để cho cái lưỡi dao nó bám vào mặt đá nha. Đây, như thế này là ta đã mài có cái gợn chân lưới. Các bạn là giờ như thế này nha, giờ thế này có gợn chân lưới thì con dao đã mài đến cái độ sắc cao đấy. Nhưng các bạn giờ các bạn kéo ra thế này, các bạn đừng có đẩy vào, đẩy tay vào sẽ đứt tay ngay nha. Kéo ra thế này đấy. Đấy, như thợ chúng tôi gọi là cái màu dao, nhưng tôi nói cho các bạn dễ hiểu hơn là cái gợn chân lưới. Rồi, ok, bây giờ đến cái công đoạn để ta lấy màu. Đây, cái hòn đá lấy màu như thế này thì tôi đã nói với các bạn rồi, nó phải nhẵn và nó cứng một chút nha. Khi các bạn lấy màu thì các bạn cũng phải để hơi cái lưỡi nó chạm vào mặt đá thì ta lấy màu quân dao với sắc nha. Nào, máy quay cho chiếu. Đây, như thế này, ta lấy màu, đẩy ra này, kéo vào này. Đấy, tương tự như thế, các bạn cứ đẩy ra kéo vào, lúc nào nó đứt màu nha. Đây, như thế này tôi đã lấy màu hết cái gợn chân lưới thì con dao đã đạt tới đỉnh sắc cao. Còn các bạn lấy màu cứ theo lần lượt ta đẩy ra kéo vào thế thì cái độ sắc, cái độ giữ cạnh rất chi là cao. Đấy, bây giờ tôi sẽ cạo lông chân xem cái độ sắc của nó như thế nào. Các bạn thấy chưa? Rất tuyệt vời, ta cạo mát rượi còn sắc hơn dao lam đây. Với cách mài thế này thì cái độ giữ cạnh rất chi là cao và cái độ sắc thì cực kỳ là sắc luôn đấy. Cách mài dao giữ cạnh lâu và sắc tuyệt đỉnh. Đến đây là hết. Các bạn xem video thấy hay, bổ ích cho mình và cộng đồng, các bạn hãy chia sẻ video cho bạn bè biết đến cái cách mài dao như thế này. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.